phía sau lưng. Đây các bạn. Đây các bạn, nhưng mà rất tiếc là không có vào được các bạn. Cầm khó hết rồi. Cầm khó hết rồi các bạn. Chỉ đứng ở ngoài thôi. Chụp hình thôi các bạn. Đấy. Thì vị trí của nhà lưu niệm này các bạn, nó ở rất gần cầu Gò Bồi. Đây, cầu Gò Bồi đây các bạn. Cách khoảng vài chục mét thôi. Đây các bạn, cầu Gò Bồi cách cỡ 100 mét. Vâng, xã Phước Hòa các bạn, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Ok, hôm nay sẽ đi review toàn cảnh xã Phước Hòa, cũng rất nổi tiếng của huyện Tuy Phước, để so sánh xem là Phước Hòa với Phước Sơn xã nào hoành tráng hơn, phát triển hơn. Ủy ban nhân dân các bạn, đây là trung tâm của xã Phước Hòa rồi các bạn. Phía trước đây là cầu Gò Bồi. Gò Bồi là quê hương của nhà thơ Xuân Diệu. Vâng. Các bạn, đây là trung tâm của xã Phước Hòa nhé. Đi lên trên này sẽ là Phước Quang, Phước Hưng các bạn. Đây, nhà thơ Xuân Diệu đây, mình sẽ đi dọc xuống đây. Thôn Tùng Giảng, xã Phước Hòa. Đấy, dọc sông Gò Bồi này được xã làm kè lan can rất là sạch sẽ và rất là đẹp, an toàn. Khu phố chợ Gò Bồi các bạn, trong này đi một đoạn xuống đây nữa thì sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem bằng flycam. Phước Sơn thì đạt chuẩn nông thôn mới 2016, Phước Hòa thì không 2018 các bạn. Nói chung là hai xã phát triển của huyện Tuy Phước hiện nay rất phát triển và rất có lợi thế về kinh tế. Sông này sẽ chảy ra đầm Thị Nại các bạn, sông Gò Bồi. Đó bạn, để ở trên trung tâm xã chạy xuống đây, còn đây là DT 679. Đấy, đoạn làm cái cầu qua cái con sông này. DT 679, đoạn này làm cũng tương đối nhiều rồi các bạn, khoảng tầm 5 nữa là sẽ ok, 5 nữa đi được. Đấy các bạn, hướng này các bạn,
bạn thấy chùa ông núi không? Đó, từ đây ra chùa ông núi khoảng 3-4 cây nữa thôi. Còn bên kia là đầm Thị Nại các bạn nhé. Phước Hòa kéo dài qua bên tận bên kia của đường trục đường Nhân Lý Nhân Hội đó bạn. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem đây là nhà lưu niệm của nhà thơ Xuân Diệu, nhưng mà rất tiếc thì không có vào được các bạn, bị khóa cổng rồi. Và sau khi đạt nông thôn mới vào năm 2018 và mục tiêu phấn đấu xây dựng xã trở thành đô thị loại 5 trước năm 2025, thì vượt qua khó khăn thách thức đến nay, xã Phước Hòa đã đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn đô thị loại 5. Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có quyết định và là công nhận xã Phước Hòa đạt chuẩn đô thị loại 5 năm 2021, đạt tiêu chí so với nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 15 nhiệm kỳ 2020 đến 2025 đề ra. Phía đông bắc của huyện Tuy Phước, xã Phước Hòa cách trung tâm huyện 10 km, có 3 tuyến tỉnh lộ là DT636, DT639 và DT640 chạy qua. Có hơn 1.255 người mật độ dân xã, 709 người trên 1 km². Trong những năm qua, xã Phước Hòa đã có bước tiến về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm của xã là 8,1%. Tổng thu ngân sách tính riêng năm 2020 là đạt 51,5 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Sau khi được công nhận là đô thị loại 5, Phước Hòa tiếp tục đẩy nhanh xây dựng hạ tầng theo đồ án được tỉnh và huyện phê duyệt, với tổng diện tích đất đô thị trên 117 hectare. Ở khu vực nội thị hiện hữu dọc hai bờ sông Gò Bồi và trục đường 640, 636, khu trung tâm hành chính tập trung, văn hóa, thể dục thể thao ở cửa ngõ phía nam của đô thị. Và người nổi tiếng nhất vùng đất Gò Bồi, Phước Hòa thì có lẽ đó là nhà thơ Xuân Diệu. Nhà thơ Xuân Diệu sinh năm 1916 và mất năm 1985. Thì ông có tất cả là 450 bài thơ cùng một số truyện ngắn, tiểu luận và phê bình. Vâng, đây là flycam toàn cảnh xã Phước Hòa. Mọi người cũng có thể nhận ra đó là DT639. Cái xa hơn là cánh đồng điện gió Cương Mai và đầm Thị Nại. Vâng, đây là chợ mới Phước Hòa các bạn. Khu nhà đỏ đỏ đấy, đây là chợ mới Phước Hòa. Phía ngoài kia đó là chùa ông núi. Vâng, nằm giáp với xã Phước Hòa đó là xã Phước Thắng các bạn. Vâng, đây là hình ảnh nhìn thẳng ra đường quốc lộ 19B và chùa ông núi. Vâng, xây một vòng toàn cảnh xã Phước Hòa. Xã Phước Hòa thì các bạn có thể thấy thì có cũng khá là nhiều nhà cao tầng, khu đô thị, khu dân cư phát triển dọc theo hai bên của sông Gò Bồi. Vâng, đây là hình ảnh đường DT636 chạy từ ngã tư Tuy Phước ra với đường quốc lộ 19B các bạn. Vâng, hình ảnh đây là đoạn sông Gò Bồi và cầu Gò Bồi. Bên kia của cầu Gò Bồi đó là trường học cấp 2 Phước Hòa, Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa, trường cấp 3 Tuy Phước. Vâng, những hình ảnh rất là phát triển của xã Phước Hòa. Đô thị loại 5 sẽ đạt đô thị loại 5 vào năm 2021.
qua đây là khu phố chợ Gò Bồi các bạn. Đấy, khu phố chợ nha, hai bên là thương nhân, tiểu thương người ta buôn bán rất là nhiều tạp hóa. Đấy, như đây là con đường, cung đường chợ các bạn, cung đường mua sắm của người dân xã Phước Hòa với Phước Thắng các bạn. Đấy, ra đây sẽ là chợ mới này. Đi qua khỏi chợ mới này sẽ là địa phận của xã Phước Thắng. Đó các bạn, chợ Gò Bồi nha. Mình nhớ có một lần là mình cũng lâu rồi bạn, hơn năm rồi mình có quay chợ này rồi, quay dưới đất. Đó, bữa nay sẵn cập nhật toàn cảnh xã Phước Hòa thì quay lại cho bạn xem luôn. Đấy, ra khỏi cái chợ này là địa phận của xã Phước Thắng các bạn. Xã Phước Hòa thì nằm ở giữa xã Phước Sơn với xã Phước Thắng. Đấy, bên kia là chùa núi nè các bạn. Trên clip Playcam thì mọi người thấy rõ nha.